Hello, hello tất cả các bạn. Bây giờ mình đang có mặt ở thành phố Đài Bắc và hôm nay thì mình sẽ đi đến tham quan một cái chỗ rất là đặc biệt các bạn nha. Và cái chỗ này đặc biệt như thế nào một tí xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem. Đây là một trong những cái nơi mà một cái vùng cũng khá là hoang sơ, coi như là hẻo lánh của thành phố Đài Bắc các bạn. Từ trung tâm thành phố Đài Bắc thì chúng ta đi ra đây cũng khoảng tầm nửa tiếng nha. Từ khu nhà mình ở bên chị của mình đi ra đây thì khoảng tầm 45 phút. Đó. Đây các bạn nhìn phía bên kia cái bức tường đó nó mô phỏng lại cái người ta vẽ mô phỏng lại cái ngôi làng cổ ở đây ha. Ở đây đây là cái ngôi làng mà người ta chuyên sản xuất tàu hũ đó, hay là đậu hũ đó. Và đặc biệt là đậu hũ thúi các bạn nha. Cho nên mình hay gọi cái người ta người dân địa phương hay gọi cái làng này gọi là làng đậu hũ thúi. Đây các bạn. Đây là cái làng người ta là làng đậu hũ thúi, nhưng mà không chỉ là bán đậu hũ thúi không đâu các bạn nha, mình mới tới mà mình thấy là họ bán nhiều thứ lắm á. Một cái làng cổ. Mình thấy phía đằng kia phía trước mặt mình thì nó có bán cơm gà hay gì đây, gà treo rất là ngon nè đó. Đó hả? Cơm ngon chưa? Thấy ngon chưa mấy bạn? Và ở đây các bạn thấy người ta đứng xếp hàng để người ta mua cái đậu hũ thúi ở đây nha. Đó, người ta chuyên bán đậu hũ nữa các bạn. Người dân đây người ta xếp hàng ở đây nè. Giờ mình đi tiếp để mình quay cho các bạn xem nhé, trong ngôi làng này nó có thêm cái gì nữa. Rồi các bạn nhìn thấy những cái kiến trúc ngôi nhà ở đây rất là cổ kính nha các bạn. Nó giống như cái kiểu mình thấy nó giống giống phố cổ Hội An của mình các bạn. Ồ, ở đây đây nhìn nó bán đồ ăn nhìn ngon quá ha. Trời. Tới đây nghe cái mùi. Cái mùi thúi rùm luôn các bạn. Wow. Ở đây chắc chuyên cơm gà gì đây, các bạn thấy tiệm cơm gà thấy ngon không? Đó. Vô đây mà các bạn nào mà kiểu mà các bạn mà vô đây để mà check in rồi này nọ đó, kiểu chụp hình check in mà kiểu mà chill chill đó mấy bạn, chắc rất là đẹp này. Rất là dễ thương luôn. Hôm nay là ngày thứ 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 năm nhưng mà tương đối khá là đông. Ở đây có bán thịt xiên nè. Ở đây là phô câu rà nha các bạn nha. Phô câu gà rất là nổi tiếng ở đây. Đó. Ăn không? Ăn không? Muôn sâu thôi. Hai sâu đi. Ê. Mình sẽ mua cái phô câu gà này để mình ăn các bạn. Thấy hấp dẫn quá. Nướng ngon quá. Mình rất là thích cái kiến trúc cổ ở đây, rất là giống kiểu như Hội An mình luôn nè. Đó. Đây là tiệm trà sữa. Tới nhắc tới Đài Loan là sẽ là thiên đường của trà sữa các bạn ha. Trà sữa Trân Châu. Mình học được cái chữ tiếng Tàu ở đây rồi. Trà sữa Trân Châu nó làm sao à? Trân Châu này chả. Đợt này đi là mình nói tiếng Tàu được cũng được kha khá đó các bạn. Ăn phở câu gà thôi mà đứng xếp hàng thấy mệt chưa? Đó, trong lúc chị của mình đứng xếp hàng mua phở câu gà thì mình thấy có một cái ngôi chùa ở đây cũng khá là cổ kính ha. Ở đây thì các bạn đến Đài Loan thì chúng ta thấy người ta thờ chùa Thiên Hậu. Bà Thiên Hậu như thế này rất là nhiều ở tại thành phố Đài Bắc hay là Đài Loan nói chung. À, ở trong đây là anh này cũng nướng. Đó, anh nướng sẵn, anh nướng sơ sơ trước nha. Xong rồi kia ta bỏ ra than ta nướng cho nó nhanh. Lúc về good day. Hình hào chưa mà, hình hào chưa.
ăn rau xiềng. Xiềng Việt Nam rồi. Dạ, Việt Nam rồi. Tôi có thể nói chung. This is Việt Nam rồi. Em người Việt hả? Em sang đây được 3 tháng. Trời ơi, gặp em người Việt Nam mấy bạn ơi. Em đây 3 tháng hả? Qua đây đi làm gì? Em du học sinh. À, du học sinh hả? À, anh qua đây anh đi chơi. Em du học sinh em ở đâu mà xuống đây làm? Em ở Trung Nán. Hả? Em ở Trung Nán. Trung Nán hả? Trung Nán. Trung Nán hả? Đông Nam. Đông Nam hả? À, ra đây xa không? Đúng rồi. À, em bao nhiêu tuổi rồi? Thấy trẻ quá à. Em tầm 19 tuổi. 19 tuổi hả? Trời ơi. Làm ở đây cực không? Đời, đời sinh viên ở đây em đi học, em học ngành gì ở đây? Em học khách sạn. Học quản lý khách sạn. Nhưng mà học bằng tiếng Trung hay tiếng Anh? Em học bằng tiếng Trung. À, anh nói được cái đó là không có... Chưa nói được tiếng Trung nhiều. Hấp dẫn quá ha. Đây một bạn du học sinh Việt Nam mới 19 tuổi thôi, học ngành quản lý nhà hàng khách sạn ở tại Đài Loan. Qua đây là gì, đi làm thêm. Ở đây làm thêm chắc nó cũng trả vài trăm đồng giờ đúng không? Tùy được. À, một tiếng thì người ta trả 185 khoai. 185 khoai, ok, cũng được. Ừ. Nhưng mà tuần em học mấy ngày? 3-4 buổi. 3-4 buổi hả? 3-4 buổi còn thời gian lại đi làm. Nó cho đi làm bao nhiêu giờ một tuần? Một tuần cho tầm 20 tiếng. À, ok. Ok, bye bye em, cảm ơn ha. Bé đó người Việt qua đây đi du học. Đây các bạn, phô câu gà. Phô câu gà hỉnh hồi xưa hả? Phô câu gà ngon lắm mấy bạn. Phô câu gà rất là thơm ngon. Rồi đã quá. Đã quá các bạn ơi. Hay da, cái phô câu gì mà nó mập, nó tròn, trời nó béo ông nội ơi. Cái này họ nướng xong rồi họ quết ra, hình như là có muối, có ớt cay cay một chút, cho nên là nó rất là giòn, rất là ngon các bạn. Ngon quá. Khi các bạn đến cái làng này là phải ăn nha mấy bạn. Làng đậu hũ thúi, nhưng mà nó bán rất là nhiều đồ ăn, trong đó có cái món là pho câu gà nướng cực kỳ ngon. Ngon quá, ngon lắm luôn á. Mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi xem cái phố cổ này như thế nào nha. À, một tí xíu thì mình sẽ đi vào cái chỗ bán đậu hũ thúi rất là nổi tiếng ở đây, để mình sẽ cho các bạn thấy mình ăn đậu hũ thúi như thế nào. Mình đi tiếp. Ngoài đồ ăn ra, người ta vẫn có bán những cái thủ công mỹ nghệ nữa các bạn, cũng rất là đẹp ha. Đó, cửa hàng này ơi, bán tùm lum ta la. Chữ là đồ ăn các bạn nha. Nói chung là các bạn tới đây rồi các bạn, nhất là mấy bạn nữ mặc áo dài rồi đó, vô đây là chụp hình là bao bao đẹp luôn. Phía trước mặt đố các bạn ở đây là gì? Tiệm này bán gì? Tiệm này là tiệm trà mấy bạn nha. Trà của Đài Loan rất là ngon nha. Đó, có nhiều loại trà khác nhau luôn. Khi du lịch đến thành phố Đài Bắc là ngoài cái cảnh tham quan ra thì các bạn đến Đài Loan đó là phải thưởng thức những cái món ăn ở đây nha các bạn. Đồ ăn của nó rất là đa dạng, rất là nhiều món khác nhau. Hổng ra mình đi là chắc mình lên cũng được 1-2 ký đó, nhưng mà không sao. Ăn cho sướng trước đi rồi xong rồi về mình tập thể dục mình giảm cân sao. Bánh mứt.
cái này gì? À, này bánh trứng nè. Ở đây chuyên mấy cái về mấy cái bánh ngọt các bạn ơi. Ủa chao hả? Tiệm chao nè. Wow, nhìn tiệm chao mà sang chưa mấy bạn? Wow. Cái này là chao của mình đó, chao của mình giống chao Việt Nam đó các bạn, nhưng mà ở đây nó có thêm cái tương hột nữa nè, đó. Nhìn đẹp chưa? Mày luộc rau lên xong mình chấm chao mình ăn được rồi. Cũng là một quán ăn. Đây chỉ có một con đường này thôi đúng không? Đó. Cái này là xung quanh cái cảnh của ngôi làng này là phía sau là những cái ngôi đồi. Hả? À, những cái ngọn đồi thôi các bạn. Đây thì nó bán gì đây? Thủ công mỹ nghệ thôi, mấy cái đồ trang trí này đó, bằng gỗ, rất là đẹp. Ở đây là họ bán nhiều món lắm mấy bạn ơi, rất là nhiều món khác nhau. Mà chắc hôm nay mình chỉ ăn mấy cái món trên đây là mấy món đậu hũ thúi nè. Cái này đậu hũ thúi tươi thôi. Trên đây đâu có hấp, đâu có chứ, không phải mình ăn chiên đúng không? Nó đâu có chiên. Cái này là đậu hũ thúi nhưng mà không phải dạng chiên các bạn nha, cái dạng tươi nhưng mà nó nấu với nước gì, nước súp gì đây nè. Để mình ăn xong tí xíu mình ghi review cho mấy bạn coi nha. Mang nhiều món cũng thấy thèm ghê luôn á. Gà này quyết đúng không? Quyết mà bự quá vậy, nó bán tô lớn vậy. Thank you. Mình menu kiểu này là mình bó tay luôn các bạn. Nhìn hình đón chữ thôi nha. Ai biết tiếng Tàu thì dễ, còn ai muốn tiếng Tàu thì mà lấy hình đón chữ thôi. Thấy đồ ăn cũng ngon đó. Ăn đi mấy bạn ơi. Mời nha. Cái này đâu nghe mùi nha. Tức là ở ngoài các bạn nghe cái mùi đó. Thúi dữ lắm nha các bạn. Nhưng mà ăn không có nghe mùi. Nước nó hơi mặn hả? Đã là nấu ăn với cơm. Nhưng mà đậu hũ là ngon thiệt. Sao sẻ. Kêu nhỏ rồi hả? Cái này có tàu hũ chiên luôn các bạn. Đâu có mùi không? Ăn không có mùi, ăn không có hôi. Đi tới đây nghe mùi nhưng mà ăn không có mùi. No.
này măng. Măng Đài Loan ngon mấy bạn. Cái này kêu dĩa nhỏ hả? Hú hồn. Ở đây bán gì bán quá trời bự. Bự không thua giờ mới đút quá. Nói chung là có đến cái làng đậu hũ thúi Sankin các bạn nhớ đến khu vực này, nhớ thưởng thức tàu hũ thúi cộng với thêm phô câu gà nướng các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ mình ăn no nê rồi, bây giờ mình đi ra xe mình đi về thôi. Thì cũng như hôm nay mình review sương sương cho các bạn thấy ở Đài Bắc nó có một cái địa điểm, một cái thành phố cổ rất là dễ thương như thế này. Thì mỗi khi mà các bạn có dịp đến thành phố Đài Bắc này, các bạn có thể đến đây để tham quan cũng như là ăn uống tàu hủ thúi ở đây nhé. Rất là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video kế tiếp.